Xin chào các bạn ha. Tiếp tục với cái chủ đề hướng dẫn các bạn livestream trên YouTube. Thì hôm nay mình qua tới cái bài số 4. Thì ở ba cái bài đầu tiên thì mình đã hướng dẫn các bạn là livestream thông qua cái ứng dụng là OBS Studio. Thế thì ở cái video số 4 này mình sẽ hướng dẫn các bạn livestream YouTube nhưng không cần phải sử dụng bất kỳ một phần mềm nào. Thì cách làm khá đơn giản thôi. Ở đây mình sẽ sử dụng cái thằng là gostream.vn này. Đây là một cái trang web nó hỗ trợ các bạn có thể livestream trên YouTube, livestream trên Facebook vân vân ha. Thì ở đây để bắt đầu tiến hành livestream được thì các bạn có thể bấm vào cái nút đăng ký như này nè. Để các bạn tạo một cái tài khoản để các bạn quản lý các cái luồng livestream của mình. Ví dụ nhìn bấm vào cái mục đăng ký ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn điền cái tên đăng nhập này, email. Cái email này các bạn phải nhập cho đúng nha, để nó gửi một cái mã kích hoạt vô trong cái tài khoản mình á. Sau đó các bạn mới nhập ngược trở lại bên đây. Và các bạn nhập mật khẩu hai lần ở chỗ này. Và lít vào cái mục đồng ý ha. Ví dụ mình tạo một cái tài khoản là kênh kiến thức đi. Sau đó các bạn nhập cái email ha. Ví dụ các bạn có thể nhập là kênh kiến thức.net a@gmail.com gì đó. Sau đó các bạn nhập mật khẩu hai lần vào hai cái ô này. Sau khi các bạn điền các thông tin này rồi thì các bạn bấm vào cái mục đồng ý nha. Sau đó các bạn click vào nút đăng ký thì nó sẽ gửi một cái email vào trong cái hộp thư của bạn ha. Sau đó các bạn sẽ mở lên đây, các bạn nhập vào, các bạn bấm đăng ký nha. Thì sau khi mà các bạn đã tạo xong rồi đó thì bây giờ các bạn có thể bấm vào cái nút đăng nhập này. Các bạn sẽ nhập cái tài khoản của bạn vào đây. Ở đây thì do mình đã tạo trước rồi ha, cho nên mình sẽ không có nhập cái mã xác nhận nha. Còn cái tài khoản của các bạn thì các bạn phải mở mail lên, sau đó các bạn phải xác nhập trong cái lần đăng nhập kế tiếp này. Sau khi các bạn điền thông tin đăng nhập xong thì các bạn có thể bấm vào nút đăng nhập để truy cập vào cái trang GoStream này. Sau khi mà các bạn đăng nhập thành công thì các bạn nhìn cái phía bên trái mà nè, nó sẽ có một cái mục gọi là Livestream. Các bạn bấm vào đây. Ở đây nó sẽ có bốn cái mục thì tùy theo cái mục đích của bạn xài là cái gì. Ví dụ ở đây mình đang muốn phát trực tuyến thì mình sẽ chọn cái mục là phát video trực tuyến này. Tiếp tục thì các bạn bấm vào cái nút là đăng livestream mới nè, các bạn bấm vào đây nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn một cái tiêu đề để các bạn phát cái livestream. Ví dụ bây giờ mình sẽ lấy một cái video trên kênh kiến thức của mình nè. Ví dụ như mình lấy cái video ngày hôm qua đi, tức là cái video số 3 đó. Mình sẽ copy cái tựa đề này. Các bạn copy ha. Sau đó các bạn sẽ qua cái trang GoStream, các bạn dán cái tựa đề này. Cái này thật ra thì các bạn có thể nhập vào một cái tiêu đề gì đó tùy các bạn nha. Các bạn thích thì các bạn cứ đặt thôi. Sau đó thì cái nguồn video á thì các bạn bấm vào cái nút là thêm link video. Ở đây nó sẽ kêu các bạn dán cái link video vào. Ví dụ như mình sẽ lấy cái video này. Các bạn copy. Sau đó các bạn paste vào cái khung thêm link á ha. Rồi các bạn dán ra nha. Sau đó các bạn nhấn OK. Thì ở cái bảng này thì các bạn sẽ dán cái link video YouTube mà các bạn muốn phát nha. Các bạn nhấn OK. Thì các bạn thấy nó đang nạp cái luồng ở đây. Nó thể hiện cái độ phân giải nè ha. Và cái số phút của cái video này nha. Thì ở đây các bạn lưu ý á, cái nguồn video này á, khi các bạn livestream bằng cái trang GoStream á thì nó cho phép các bạn có thể livestream những cái trang web khác chứ không nhất thiết phải là YouTube. Các bạn có thể bấm vào cái link là hướng dẫn lấy link này nha, để các bạn xem. Thì ở đây á nó nói là các bạn có thể lấy từ cái YouTube nè, có thể lấy từ một cái video trên cái trang phim mới nè, hoặc là các bạn có thể lấy từ cái trang Hot Army gì đó. Ngoài ra thì nó có hỗ trợ các bạn cái trang riêng nè, email nè, wiki nè, vân vân ha. Rất nhiều trang. Các bạn có thể lấy cái link video á, của các cái trang này để các bạn có thể nạp vào trong cái nguồn video nha. Rồi. Hoặc các bạn cũng có thể lấy từ cái link từ Google Drive nha. Ở đây nó có hướng dẫn các bạn lấy như thế nào nè. Share link rồi copy link nè. Các bạn có thể copy vào để các bạn nạp vô cái nguồn. Hoặc các bạn có thể lấy torrent nè. Hoặc là file trên máy tính. Thì các bạn lưu ý á, cái trang GoStream này nó sẽ có cái tài khoản miễn phí và trả phí.
Thì nếu các bạn xài miễn phí á, giống như mình đang làm á, thì nó sẽ bị hạn chế một số tính năng. Thì cái lát nữa mình sẽ nói rõ hơn về cái này nha. Sau khi mà các bạn đã nạp cái nguồn video xong rồi đó, thì các bạn bấm vào cái nút tiếp tục nha. Thì ở đây á, nó sẽ cho các bạn thiết lập một số thứ nè. Ví dụ ở đây cái mục lặp lại, tức là các bạn có muốn cái video của mình á, sau khi mà phát xong á, nó có lặp lại hay không. Ví dụ như mình không muốn lặp lại thì nó phát xong 5 phút á, tức là cái video mình 5 phút thì nó phát xong thì nó dừng luôn. Và các bạn muốn nó phát lại một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, hoặc là vô hạn, tức là sẽ phát hoài cho đến khi nào các bạn muốn nó dừng thì nó mới dừng ha. Rồi ở đây ví dụ mình để là không lặp. Và ở đây nó cũng cho các bạn thiết lập cái độ phân giải, ví dụ như 420p, 720p hay là 1080. Thì ở đây các bạn cũng lưu ý á, do cái tài khoản này á, là miễn phí cho nên nó chỉ cho các bạn chọn 480 thôi. Các bạn không chọn được xuống dưới đây nha. Đương nhiên các bạn bỏ tiền để nâng cấp tài khoản lên á, thì sẽ chọn được những cái này. Và ở đây nó sẽ có những cái hiệu ứng nè, dĩ nhiên cũng phải ra tiền thì các bạn mới có thể bật được cái này ha. Và cái chữ mà live stream, ad go stream á, thì do mình xài miễn phí cho nên nó sẽ có cái chữ này nha. Còn nếu mà các bạn trả tiền á, thì các bạn có thể thay đổi nội dung được chỗ này. Và các bạn cũng có thể chọn được cái server để các bạn phát cái live stream của mình. Ở đây thôi cứ để mặc định nha. Và đây cái chỗ này nè, nó cho các bạn có thể đặt giờ để các bạn phát. Nó giống như là thiết lập cái một sự kiện đó. Thì ở đây nếu như các bạn muốn phát trực tiếp luôn thì các bạn có để nguyên thôi. Tức là cái mục này thật ra là mình để nguyên á, mình cũng không cần làm gì nha. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Thì nó sẽ hỏi là các bạn sẽ đăng ở đâu. Nếu mà các bạn muốn đăng nhiều nơi thì các bạn sẽ chọn cái này. Còn nếu không thì các bạn cứ bấm vào cái chỗ là bạn muốn đăng livestream ở đâu này. Thì các bạn kích vào cái dấu mũi tên này. Các bạn chọn cho mình là YouTube nha. Thì lúc này nó sẽ ra một cái đường dẫn để giúp cho các bạn có thể thiết lập được cái phần livestream. Thì để có thể thiết lập được cái phần livestream á, thì các bạn bây giờ sẽ quay trở lại cái kênh của mình nha. Cái kênh mà các bạn muốn livestream á, các bạn sẽ chọn vào cái mục là phát trực tiếp này. Thì lúc này các bạn sẽ copy cái khóa luồng của mình. Thì trong cái phần phát trực tiếp thì các bạn cũng có thể thay đổi cái ảnh thu nhỏ nè, đặt cái tiêu đề của phần livestream nè, mô tả của livestream nè. Các bạn có thể thiết lập cái quyền riêng tư là công khai hay là không công khai gì đó. Thì những cái mục này trong 3 video trước mình đã nói rất rõ rồi. Nếu mà bạn nào chưa rõ thì xem lại cho mình nha. Ở đây các bạn chỉ quan tâm cho mình là cái tên khóa luồng này. Các bạn sẽ copy cái phần này để các bạn dán vào bên Google Stream. Các bạn click vào cái nút hiển thị nha. Sau đó các bạn sẽ copy cái này. Sau đó các bạn qua bên cái phần Google Stream nè. Các bạn sẽ dán vào sau cái địa chỉ mà có sẵn nha. Các bạn dán vào đây. Thì lúc này nó đã thêm cái khóa luồng của mình vào đây rồi. Các bạn bấm vào cái nút là thêm nha. Sau khi các bạn thêm xong rồi thì các bạn bấm vào cái nút tiếp tục. Thì lúc này cái trang GoStream nó sẽ xác thực cái luồng với cái tài khoản YouTube của mình. Các bạn xem cái mục trạng thái video nè, sau khi xử lý xong á thì nó báo là server đã nhận nè. Thì bây giờ các bạn có thể quay trở lại bên đây. Các bạn thấy nó sẽ nạp cái luồng ở đây. Các bạn thấy băng bắt đầu nè. Luồng nội dung đang nhận nè. Các bạn thấy nó sẽ phát ở chỗ này. Thì lúc này các bạn thấy cái video mình nó đang được phát nè. Nó sẽ có cái chữ livestream echostream.vn này ha. Thì cái này lúc nãy mình nói rồi, do tài khoản miễn phí cho nên các bạn không có thay đổi được. Nhưng nếu mà các bạn trả tiền thì các bạn có thể thay đổi nội dung này. Các bạn thấy nó phát không? Rất là ok. Bây giờ để quản lý các cái luồng mà các bạn đang phát á, thì các bạn có thể bấm trở lại cái phần là phát video trực tuyến này. Thì các bạn sẽ thấy cái luồng mà mình đang làm nè, cái tựa đề mình đang làm nè, post của kênh kiến thức nè, cách đây 1 phút nè. Cái thời gian của video này á, là 5 phút 33 giây nha. Server là Canada. Thế giả sử như trong quá trình mà nó đang phát như thế này mà các bạn không muốn nó phát hết 5 phút 33 giây á, thì các bạn có thể bấm vào cái dấu mũi tên chỗ này nè. Các bạn có thể chọn là dừng phát.
À, hoặc các bạn có thể đổi sang một cái video khác nha. Thì các bạn thấy với cái cách này thì chúng ta không cần phải cài bất kỳ cái phần mềm nào trên máy tính của mình. À, thì lúc mà các bạn livestream thì các bạn cũng không cần phải mở máy liên tục ha. À, đây là một cách rất là hay. À, máy tính của bạn nó sẽ chạy rất là mượt, nó không có bị lag. Và nếu như mà các bạn có tiền rồi á, thì các bạn có thể nâng cấp lên một cái gói khác nó mạnh hơn ha, để giúp cho các bạn có thể livestream nhiều video, nhiều luồng và sử dụng nhiều tính năng hay của trang Google Stream nha. Các bạn có thể bấm vào đây thử nè. Ở đây các bạn thấy nó rất là hay ha, nó có thể cho các bạn tạo ra những cái gói tùy biến theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ như một ngày livestream bao nhiêu nè, thời gian livestream mỗi lần là bao nhiêu nè, đồng thời livestream là mấy luồng, các bạn thấy nè. Rồi, video sạch không gắn chữ, tức là cái chữ hồi nãy đó, tức là lúc nãy các bạn thấy là khi mình livestream nó sẽ có cái chữ chỗ này ha. Thì nếu như các bạn không thích thì các bạn có thể chọn qua chế độ là gắn chữ tự chọn ha. Rồi, hiệu ứng lách bản quyền, các bạn thấy không? Nếu như các bạn mà trả tiền để nâng cấp thì các bạn thấy là có thể lách được cái chỗ này. Và độ phân giải, dĩ nhiên có trả tiền thì có thể làm được độ phân giải cao hơn. Rồi, thời gian sử dụng là bao lâu? Nếu các bạn có mã nhầm giá thì các bạn nhập vào đây. Thì sau khi các bạn làm hết thì các bạn bấm vào cái phần thanh toán ha, thì nó sẽ yêu cầu các bạn thanh toán cái phần này. Dĩ nhiên nếu mà các bạn chỉ livestream bình thường thôi thì các bạn không cần nâng cấp nha. Các bạn có thể dùng cái tài khoản miễn phí giống như mình đang hướng dẫn là được rồi. Rồi giả sử như bây giờ mình muốn dừng thì mình sẽ bấm vào cái mục là phát video trực tuyến này. Mình sẽ chọn tạm dừng luôn nha. Ví dụ mình chọn ở chỗ này, mình bấm dừng phát nè. Ok nha. Thì lúc này cái phần livestream bên đây á, nó sẽ nhận được tín hiệu là sẽ dừng phát, nó không phát nữa. Đây các bạn thấy nè, cái tình trạng luồng đã hoàn tất rồi nè, ngoại tiếng rồi ha. Và cái video này nó sẽ được public trên cái phần quản lý video của mình. Hy vọng là với cái cách này thì sẽ giúp cho các bạn có thể livestream dễ dàng hơn ha. Chúc các bạn có thể kiếm được nhiều tiền trên YouTube. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Chào các bạn.